Đang đi đường đèo thì xe mất phanh, tài xế container lách mình qua cửa tử. Mới đây, trong lúc đang đổ đèo xuống cung đường đèo Lò Xo nổi tiếng nguy hiểm, tài xế container hoảng loạn khi phát hiện xe mất phanh. Càng nguy hiểm hơn khi phía trước có một chiếc xe đang đi ngược chiều. Mất vài giây để tự trấn tĩnh mình, anh tài xế nhanh chóng lách xe vào phía vách núi, dựa vào thế núi để làm phanh xe tự nhiên. Trước đó, khi nhìn thấy tình huống nguy hiểm, anh phụ xe cũng dựa vào kinh nghiệm đi xe lâu năm, vội nhảy vào băng ghế sau phía ghế tài, vừa để đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa hỗ trợ thêm cho tài xế chuyển hướng xe vào phía vách núi. Sau khi cả hai người thoát qua cửa tử, trên gương mặt không tránh sự thất thần và lo sợ. Dù tai nạn xảy ra trong một khoảnh khắc và sự bình tĩnh giải quyết tình huống của cả hai người trên cung đường đèo nguy hiểm, nên cả hai đều bình an vô sự. Nhiều người cũng phải hồi hộp và đứng tim khi theo dõi đoạn clip trên. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: thấy anh kia nhảy ra sau mà tim em cũng nhảy theo luôn, hết hồn. Nhìn vừa thương vừa buồn cười, công nhận bác tài cứng tay lái thật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.